qua có một cái cô ở bên Canada gọi cho Dương, thì cô kể rất là nhiều, và Dương cũng đã mời cô là nếu có thời gian rảnh thì Dương sẽ, trong khi mà Dương phát livestream này nè, thì Dương sẽ gọi cho cổ và cổ sẽ nói rõ hơn vì sao mà miền Nam Việt Nam lại rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Cổ nói rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay Dương đã hiểu rồi. Dương không, cái vấn đề ngày hôm nay rất là nhiều người gọi điện thoại nhắn tin cho Dương, Dương cảm ơn, nhưng mà ngày hôm nay Dương đã hiểu cho nên Dương mới lên tiếng, Dương mới ngồi đêm nay Dương lên tiếng nè. Thì khi mà Dương yêu cầu là Dương sẽ gọi, Dương sẽ liên hệ để mà xuất hiện để mà nói. Bây giờ Dương ngồi Dương nói thì nó quá bình thường, và nhiều người bạn trẻ sẽ không tin Dương nói tại vì Dương còn trẻ, Dương mới ra nữa, thì nhiều khi họ cũng sẽ nghi ngờ. Và những cô chú anh chị và các bạn, những cái người đã sống trong cái thời đó là nạn nhân đó, thì khi cái lời nói của cô chú sẽ có một cái giá trị nó cao hơn. Thì cô lại nói cái lý do của cổ là ngày hôm nay cô phải chuẩn bị cái này, cô chuẩn bị cái kia, cho nên là ngày hôm nay cô Dương không có gọi được để cho các bạn và quý anh chị có thể nghe được cổ chia sẻ. Thì khi mà Dương nghe chia sẻ như vậy, Dương cảm thấy Dương hết hồn luôn. Rồi cổ có kể là tại sao mà Cộng sản có thể thắng được vào miền Nam, cướp được chính quyền đó, là nó dùng cái chiêu là, quý vị và các bạn có nghe dùng cái chiêu là vắt chanh bỏ vỏ đó. Thì ngày xưa có những cái người mà làm chủ doanh nghiệp, gọi là chủ doanh nghiệp bây giờ đó, thì bây giờ họ sẽ là người quyết định bán cái này bán cái kia cho khách hàng, và có những cái người nhân viên làm việc. Thì một cái doanh nghiệp như vậy thì có rất là nhiều nhân viên. Cộng sản nó vô nó chơi cái chiêu như vậy nè, là khi mà ai tới mua hàng đó, ai mà tới mua hàng hóa đó, thì phải được những cái người nhân viên đó ký tên mới hàng nó mới được bán, mấy người kia mới được mua. Thì vô tình đảo lộn cái tình hình, có nghĩa là cái người chủ xuống thành cái người ở phía cấp dưới, và cái người mà đi làm công làm thuê cho người ta thì vô tình trở lên trên, và cái nó dùng cái chiêu đó đó. Cho nên là những cái người mà tự nhiên trước giờ đi làm công cho người ta, tự nhiên giờ đứng lên làm chủ xuống cái mồ luôn, tự rồi thì bắt đầu nghe lời rồi bắt đầu là sau khi mà hết giá trị lợi dụng thì cộng sản nó vứt mấy người này qua một bên, nó thay vào đó là những cái người của nó. Câu chuyện nó dài lắm, cô kể rất là nhiều, nhưng mà ước gì những cái người như vậy sẽ nói chuyện trực tiếp với Dương, khi Dương phát livestream thì nó sẽ có một cái giá trị vô cùng. Nó chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải biết tận dụng truyền thông, chứ không phải là ngày hôm nay truyền thông cho Dương, nói cho Dương biết, nhưng mà Dương không có khả năng truyền tải lại những cái điều mà cô chú nắm. Cô chú có khả năng truyền tải diễn đạt hết cái ý của mình, Dương thì Dương diễn diễn đạt lại dùm thôi, Dương không thể nói hết ý của mình. Dương ngày hôm nay ví dụ như nói kêu Dương phân tích về cái chuyện ở tình hình Việt Nam nó tệ làm sao, ra đường sao thì Dương có thể nói được, đi đi tới các cơ quan nó làm tiền sao Dương nói được, vô các cái bệnh viện chờ đợi làm sao Dương nói được, là bởi vì Dương là người đã trực tiếp sống trong cái môi trường như vậy Dương nói được. Còn ngày hôm nay Dương không sống trong cái môi trường kia, Dương tìm hiểu qua tư liệu, Dương tìm trên YouTube, Dương Dương tìm trên Google, Dương hỏi những cái người xung quanh, Dương hỏi thôi. Dương không phải là một cái người sống trong cái thời đó, cho nên Dương không thể nào bộc bạch hết. Chứ mà nói nếu mà Dương là một cái nạn nhân trong cái vụ thuyền nhân vượt biển, nếu mà Dương là một trong người đó, Dương làm livestream, Dương làm còn bạo hơn nữa. Dương nói thiệt á. Nếu mà Dương là nạn nhân của thuyền nhân vượt biển, Dương lên Dương làm còn táo bạo hơn là Dương ngồi đây nữa. Đó. Tại vì quý vị đã cảm nhận được cái nỗi đau đó. Quý vị là nạn nhân, quý vị ở trên tàu lênh đênh bao nhiêu ngày, sống trong cái bóng tối bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu, những cơn sóng dữ nó ập bao nhiêu. Đó, Dương không phải là nạn nhân mà Dương có thể hiểu được. Trong khi quý vị, anh chị và các bạn, nhiều người là nạn nhân. Đó. Thì quý vị có khả năng diễn tả lại, nó sâu sắc hơn, nó thực tế hơn. Đó. Còn bây giờ là Dương chị hỏi, bây giờ nói tình hình bệnh viện ở Việt Nam làm sao, Dương có thể Dương nói trời ơi, đi vô bệnh viện đăng ký khám bệnh gì tao nói ngồi xếp hàng, tao nói hả xếp hàng mấy tiếng đồng hồ đợi nó gọi tới mình, xong rồi tới cái quầy để bỏ cuốn sổ vô rồi tiếp tục ngồi đợi tiếp, bắt đầu nó gọi cho mình đóng tiền, mình đóng tiền xong rồi bắt đầu mình tới cái chỗ cái khoa nào xếp hàng tiếp, xếp hàng đợi tiếp, nó vô khám bệnh xong rồi bắt đầu ra ngồi đợi tiếp lấy kết quả, rồi đi tới khoa này, đi tới khoa này chụp X-quang, tao nói nó phức tạp vô cùng luôn. Dương nói được tại Dương là nạn nhân, Dương là người sống trong cái môi trường đó, Dương nói được. Biểu Dương kể về chuyện hợp thuyền nhân vượt biển, Dương kể không được. Dương chỉ có thể nói một chút sơ sơ và Dương cảm xúc của mình khi nhìn các video clip đó thôi. Chứ Dương không thể nào nói giống như quý vị, quý cô chú, anh chị và các bạn được. Và Dương cũng đã nói rồi, những cái người cô, những người chị, những người bạn của Dương á, và Dương cảm thấy họ rất là yêu nước và họ có đủ cái điều kiện ở bên ngoài rồi. Tại sao họ lại vẫn sợ? Họ sợ cái gì? Ngày hôm nay chúng tôi, những cái người lên đây làm truyền thông, không phải là diễn viên, ca sĩ, mà với cái tình thế nó bắt buộc chúng tôi phải làm. Chứ chúng tôi không muốn lên đây chúng tôi làm vậy đâu. Nó bắt buộc chúng tôi ngày hôm nay phải dùng Facebook cái mạng này để kết nối những cái người trong nước.
đó, chứ đâu có ai nói giỏi đâu, Dương đâu có qua trường trường lớp điện ảnh sân khấu hay làm qua bên cái MC chương trình gì đâu. Nó mình lên mình nói thì mình nghĩ sao mình nói thôi, mình thấy những cái bất công mình nói thôi, đừng có ngại. Đâu có ai nói giỏi nói hay đâu, ai cũng vậy, lúc ban đầu cũng nói đâu có hay, đừng có ngại gì hết. Vấn đề là ngày hôm nay trời ơi, 100 triệu người mà ngày hôm nay cái lượt xem Dương nói chuyện có cao lắm, cái video clip vừa rồi là có chừng khoảng gần 200 ngàn người xem, mà nó chưa được một phân nửa của 1 triệu nữa. Còn của Dưa Leo nói chuyện thì nó cũng cao nhưng mà cũng chưa có cao lắm nữa đó. Vậy cái số lượng người còn lại họ đâu có biết đâu. Ngày hôm nay một vài người làm không được, phải tạo cái sự lan truyền chứ, nhiều người làm càng tốt. Đừng có lấy lý do, đừng lấy lý do này lý do kia, nếu mà muốn Việt Nam tốt đẹp. Quên nữa, có nhiều người nói Dương là cộng sản nằm vùng mới ác chứ, trời đất ơi. Nói Dương xong mà mới ra đây Dương làm, mà Dương Dương mới ra mà Dương làm gì, Dương làm quá vậy, Dương làm dữ vậy. Mà mấy người đó ở đây nữa nè, ở bên Na Uy á, mà họ về Việt Nam họ khen nức nở luôn. Họ về Việt Nam họ nói trời Việt Nam lúc này sướng quá, Việt Nam lúc này đi về đi chơi có ba vũ trường đồ này kia nọ sung sướng quá. Họ bên đây họ làm họ kiếm tiền, họ về Việt Nam họ chơi, họ tới những cái nơi ăn chơi họ chơi không à. Họ đâu có biết dân sống khổ, vô bệnh viện sao xếp hàng đâu, họ chơi được mười mười mấy bữa 20 bữa cái họ qua lại Na Uy họ ở, họ vô đây họ khám bệnh họ đâu có xếp hàng, họ đâu có chờ đợi đâu, họ đâu có ăn uống độc hại đâu, họ đâu đâu có đi trên cái môi trường họ đi xe máy mỗi ngày đâu. Tao nói ngồi mà nghe họ nói tao nói hả là muốn bỏ đi liền luôn á, có tâm dễ sợ. Những cái người đó lớn tuổi lắm mà nói thiệt, mà Dương nói thiệt mà đừng nói Dương hổn nha, lớn tuổi mà nói chuyện kiểu vậy là Dương cười cho đó, Dương khinh cho đó, Dương nói thiệt luôn á. Ở bên đây kiếm tiền xong rồi về Việt Nam ăn chơi, mà trong khi dân ở trong nước bị cướp bóc bóc lột chết mẹ chết cha, mà về Việt Nam nó sung sướng. Đi về quê coi cầu tiêu á, cầu cá ở ngoài trời á còn đầy luôn. Tao nói bà già thì lụm khụm, còn mấy người mà nói mà ở Việt Nam sung sướng về ở đó đi nha, về sống đi, đừng có nói Dương hổn Dương dữ. Dương dữ thiệt đó, với những thành phần đó là Dương dữ thiệt đó, cỡ tuổi bà nội bà ngoại cũng chửi nữa. Về Việt Nam sống đi, về Việt Nam mà khen á là về Việt Nam sống đi, sống trong đó đi biết. Về ở có mười mấy ngày mà qua khen khen nứt khen để khen không gọi là khen lấy khen để á, chạy qua đây ở làm gì. Tôi nhỏ tuổi chứ tôi không có hiền đâu, trời ơi, có con mắt chứ phải biết nhìn phải biết suy nghĩ chứ. Việt Nam hả, tao nói nghèo muốn chết, nghèo chết mẹ. Ở bên đây kiếm tiền cho lắm vô rồi, Việt Nam ăn chơi trong trên cái sự mồ hôi xương máu của dân nghèo, tôi lên đây tôi la làng thì nói tôi cộng sản nằm vùng. Có nhiều người ở bên Na Uy đang theo follow tôi lắm, có nhiều thành phần đó đó, nói về Việt Nam sung sướng lắm. Tôi lại mấy bà mấy ông á, nói Việt Nam sung sướng về bển ở đi, bởi vậy cái cơ hội nói tôi cộng sản nằm vùng nữa mà mở miệng ra là khen ở Việt Nam về bển ở đi nha. Tôi nói thiệt luôn á, có gan về bển ở đi coi 1 năm sau chết không, tức lắm chị không nổi. Tôi nói thiệt, tôi có khả năng lên truyền thông, mấy anh chị mấy bà mà chửi tôi có khả năng xuất hiện đi nha nha. Nhìn cái mặt của tôi thì lúc nào tôi cần hiền là tôi hiền, mà lúc tôi dữ là tôi dữ. Trời ơi, bất công bao nhiêu là bất công, xã hội bất công bao nhiêu, biết bao nhiêu không? Ta nói hả, ở Việt Nam chết quá trời quá đất, chết gì đâu mà chết. Nói ra cái mấy có mấy người nói trời ơi, ở Mỹ hả, không có chết vì già, không có chết vì trẻ hả, ở Mỹ không có chết vì đụng xe. Người ta chết mà người ta con số của người ta nó nhỏ nhoi, không có so gì so với Việt Nam hết á. Làm ơn đi, khôn khôn ra giùm một cái. Tao nói có cái não nói chuyện gì mà ngu quá trời. Còn ngày hôm nay video clip đưa lên trên mạng đầy luôn, người ta đã dẫn chứng rồi, tôi đâu phải là người nói đâu, mà còn bên tôi bên Hồ Chí Minh này kia nọ, tôi không phải là tôi moi móc lịch sử, nhưng mà hãy tỉnh thức để mà tìm hiểu, để mà đi con đường tương lai, chứ không phải là tôi bôi móc, là tôi xúc phạm, tôi sỉ vả. Cái bản chất của nó là tôi, mục đích tôi đưa lên là để cho các bạn thấy cái sự giả dối, cái sự ngụy tạo, để mình có những cái bước đi trong tương lai, xác định đường hướng trong tương lai. Trời ơi, ngày ngày các bạn biết tôi xuống, tôi đi làm việc từ 12 giờ trưa, tôi làm suốt, tại tôi làm chủ mà, tôi làm suốt tới 9 giờ tối. Trong những khoảng thời gian mà rảnh rảnh một cái cầm sách đọc, rảnh rảnh một cái lên YouTube tìm tài liệu, gõ gõ mà mòn 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 vân tay luôn á.
Tại sao tôi đi tìm? Tôi tìm chi vậy? Tôi ngồi ngoài đây tôi tìm chi vậy? Mệt vậy? Là bởi vì tình hình đất nước quá căng thẳng, tôi muốn tìm nhiều 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 video clip tôi đưa lên để cho các bạn trẻ hiểu và các bạn trẻ biết đâu là sự thật, để có những bước đi đúng, không bị lệch hướng nữa, không bị sai nữa. Chúng ta đã sống trong môi trường đó 41 năm, chúng ta bị tuyên truyền cái sự giả dối. Các bạn bước chân một ngày ra thế giới thôi, bước qua Thái Lan cũng được, bước qua Singapore cũng được nữa. Mà bây giờ có nhiều người nói 5-6 triệu không có luôn á. Ở Việt Nam mà 5-6 triệu không có để đi du lịch luôn á. Tôi kêu bỏ 5-6 triệu ra, làm gì có 5-6 triệu mà đi du lịch, ăn còn không có ăn nữa. Cay đắng không? Giàu đó, Việt Nam ổn định lắm đó. Tôi là cái con nhỏ mới ra khỏi Việt Nam 6 tháng thôi. Đừng có qua mặt tôi nói Việt Nam khá giả. Tôi sống ở chổng nè, tôi lăn lộn từ dưới quê lên Sài Gòn nè. Tôi ở Sài Gòn mười mấy năm trời nè. Cái gì tôi không lăn lộn qua. Đừng có mị dân. Rồi những cái video clip tôi quay, mà tôi quay về cái vụ đổi ve chai cũng vậy nữa vô. Trời ơi, cái này bình thường mà có gì đâu. Mà Việt Nam có cái nào đâu. Có cái chỗ nào đâu. Mà người ta đi thu gom chết bà người ta luôn. Có tâm, có đức làm ơn, mở mắt ra giùm mấy ông, mấy bà. Tôi nói thiệt luôn á. Trời ơi, đừng có rửng mỡ đi về Việt Nam ăn sung mặc sướng. Tao nói đem một đống tiền ở bên đây về bên bển ăn xài. Dân Việt Nam nó làm bao nhiêu tiền bị cướp mẹ nó hết luôn. Xăng tăng, điện tăng tăng hoài. Trời ơi, bữa hôm qua hôm kia mới nghe được cái tin vậy đó. Cô này là cộng sản nằm vùng nè. Nằm mãi cha của mấy ông mấy bà chứ nằm vùng. Chửi luôn đó. Lên mà nói giống tôi vậy nè. Nói tôi vậy xong rồi về Việt Nam khen. Có ngon mà về bên đó ở một năm đi. Rồi khen. Có tiền đem tiền trên bên đây về sử dụng những cái dịch vụ tối tân, những cái hiện đại của đất nước Việt Nam. Còn người dân nghèo, người ta nói hả, uống thuốc này kia nọ không có rõ nguồn gốc. Cái tâm để đâu rồi? Lớn tuổi thì lớn tuổi nha, nhưng mà nói đúng thì trọng, tôi kính nể. Mà nói trật nói sai thì đừng có mong một lời nào tôi tôn trọng nha. Trời ơi, tức lắm, nghe tức lắm thiệt á. Các bạn trẻ không biết các bạn hiểu sao chứ. Ra bên đây nói tức lắm. Trời, các bạn biết không, ở trong Việt Nam á, là một giờ mà tôi tính bình quân ra một giờ có 25.000 hả. Một giờ có 25.000 đồng thôi nha. Một giờ ở Việt Nam bình quân á, một cái người công nhân á, tôi nói vậy còn cao đó. Cái nào mà có ai mà làm lương thấp hơn comment vô. Một giờ 225.000 ra đổ một lít xăng là hết giờ như chắc 18.000. Một lít xăng giờ 18.000 còn nhiêu? 25, 18. Còn lại 7.000. Còn lại 7.000 một giờ đó nha. Giờ nghe tôi so sánh nè. Ở Việt Nam làm một giờ 25.000, đổ một lít xăng 18.000. Còn lại 7.000 làm gì? Ở bên Na Uy, cái lương thu nhập bình quân một người lao động bình thường thôi đó, 150 đồng một giờ. 150 đồng một giờ xăng đổ. Tôi được biết hình như gần 1 lít đó. 1 lít hay là bao nhiêu đó. Có 14,5, tôi cho 15 đồng. 1 phần 10 của 1 giờ thôi. 15 đồng. Thì còn lại nhiêu? 135 đồng. 135 đồng đó người ta làm được bao nhiêu chuyện. Còn ở Việt Nam làm 1 giờ đổ lít xăng rồi còn được mấy ngàn nó làm cái gì? Dân chưa đủ khổ mà mấy ông mấy bà về mấy ông mấy bà khen. Hả? Dân sung sướng quá, tôi lên đây tôi ngồi làm cái mẹ gì? Tôi nói làm chó gì? Tôi nói trẻ em không có được đi học. Năm lớp 5, lớp 6 rồi nó nghỉ đầy luôn. Tôi đã sống rồi, tôi đã sống trong cái môi trường đó. Tôi mới ra 6 tháng thôi, chứ không phải tôi ở đây ngoài đây 6 năm. Trời ơi, nhìn mặt mày cũng đẹp đẽ lắm, đẹp người lắm luôn á. Mà thiệt. Mà mình ngồi trước mặt không lẽ mình chửi lại mất công mình hổ. Nhưng mà từ giờ trở đi mà còn nói vậy là chửi thiệt á. Không có nể luôn á. Bởi những cái thành phần đó tiếp tay cho cộng sản nó tồn tại là vậy đó. Người ta điện ổn định, xăng ổn định, không có tăng giống như Việt Nam. Cái xăng điện là cái nhu cầu thiết yếu mỗi ngày của người dân. Làm gì có chuyện lỗ. Ngày nào cũng có người dân đổ xăng hết, làm như có chuyện lỗ mà báo lỗ hoài hả? Thấy bất bình thường không? Thấy lạ không? Thấy tức không?
đâu phải như cái quần cái áo đâu mà mua 3 4 tháng xong mới mua một lần thì báo lỗ. Còn này xăng là đổ hoài, ngày nào cũng có người đổ xăng hết á. Điện xài mỗi ngày, thậm chí cái nhu cầu sử dụng điện của người ta còn cao nữa, người ta mua tùm lum hết cho những cái trang thiết bị, những cái đồ dùng ở trong nhà. Càng ngày đời sống của người ta càng 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 có nhu cầu, người ta mua cho thêm để cho người ta sống nó một cách tiện ích, nó thoải mái thì ổn định cho người ta chứ, cái quái quỷ gì mà 1 năm tăng xăng tăng điện tăng biết bao nhiêu lần. Đất nước người ta ổn định, không không có chuyện mà tăng bừa bãi, mà dân mình cứ im để cho đè đầu cởi cổ, nó cắt hết này cắt hết cái kia, ngồi than hỏi sao làm hoài không có dư. Để coi cái Tết năm nay ăn Tết còn tan tành dữ nữa, còn tiêu điều dữ nữa, tiền đâu ăn Tết. Không chừng trên đường đi về quê công an lụm nữa, nó hốt nữa, nó tranh thủ nó hốt mớ tiền nữa. Tháng lương thưởng được đâu đó 4 5 triệu, sao 7 triệu gì đó, 9 10 triệu gì đó, nó phạt nó vết cho 2 triệu, nó dính cho 2 triệu rồi về còn cho cha mẹ nó quà cáp nữa, rồi còn chuẩn bị để dành tiền đóng đóng tiền nhà trọ trong thời gian ăn Tết, lên Sài Gòn phải đóng tiền nhà trọ nữa, im lặng đến bao giờ. Đừng có chửi tôi ba qua, tôi tức lắm. Tôi ở trong đó mà tôi nói thật sự, tại ngày xưa tôi ở trong đó tôi viết bài tôi không lên tiếng, bây giờ tôi bước ra thế giới nó rõ mười mươi luôn, nó rõ mười mươi luôn á. Chưa bao giờ mà đường sá người ta kẹt mà kinh hoàng, người ta bán lên lề. Ngày hôm qua coi tin tức, trời ơi chết, người trong Việt Nam chết nữa. Tai nạn giao thông chết hàng hà luôn. Vô comment của tôi có mấy người liệt kê số người chết vì tai nạn giao thông đó, chết vì bệnh ung thư đó coi. Trong khi nhiều người cố gắng lên tiếng thì nhiều người ở ngoài đây lại về trong đó khen. Khen mà không dám về, không dám về trong đó ở. Khen mà chạy tuốt ra ngoài đây ở, vì về trong đó 2 3 tuần cao lắm lận tháng à. Xài hết tiền chạy ra kiếm tiền chạy bển xài tiếp. Mấy ông mấy bà có cơ hội đi sang nước ngoài kiếm tiền về chạy bển xài tiếp, còn dân nghèo chúng tôi, dân nghèo ở dưới quê làm gì có cơ hội đi mà kiếm tiền. Bởi vậy phụ nữ đàn ông thanh niên gì ở Việt Nam, tuổi lao động đâu có ở Việt Nam bao nhiêu đâu, tìm đường chạy ra ngoài hết trơn. Tao nói cái đất nước thì nghèo mà cái chi phí cái gì cũng cao hết á, mà ở Việt Nam bây giờ là mở miệng ra là tiền không à, sống vì tiền không à. Tại vì bây giờ cái gì cũng tiền 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 hết, cho nên nhu cầu của người ta muốn tiền, nhiều khi người ta muốn đánh đổi luôn cái tình thân của người ta để người ta nhận được tiền để người ta tồn tại nữa. Trời ơi, tôi ở Việt Nam nhiều khi tôi buồn lắm, ngay cả những người thân của mình mở miệng ra 1 tiếng tiền 2 tiếng là tiền, tại sao vậy? Nhiều khi tôi căm thù đồng tiền luôn á, nhưng mà có người nói bạn chỉ được căm thù đồng tiền khi nào bạn dư giả, bạn kiếm được nhiều tiền bạn mới căm thù. Tôi im, tôi không nói gì được. Trời ơi, cái xã hội gì mà đặt đồng tiền cao hơn cái tình con người luôn á. Bây giờ là tiền tiền tiền, nói tới là tiền, một chữ tiền thôi, một cái chữ tình không còn luôn đó. Bây giờ chính đảng cộng sản làm cho người dân nghi ngờ lẫn nhau, hàng xóm cũng không còn tin tưởng nhau nữa, bạn bè không còn tin tưởng nhau nữa. Nó làm chi vậy? Nó làm để nó chia rẽ, để sau này người ta nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia nghi ngờ người nọ, không đoàn kết được. Nó đã có âm mưu nó làm như vậy mấy chục năm nay rồi mà người dân mình không biết. Và cái âm mưu của nó để sản xuất bia, thuốc lá, nó đầu độc thanh niên. Cái chiến lược nó đi mấy chục năm rồi, dân mình cũng không biết luôn. Rồi ngày hôm nay nói về những cái chuyện mà đứng lên biểu tình đó, có ông nào, anh nào dám không? Tao nói nó làm thần kinh yếu hết trơn rồi. Nó bỏ chất này, bỏ chất kia vô trong bia cồn, trong thuốc lá, bên cạnh đồ ăn độc hại nữa. Còn chuyện tôi kêu quay về lịch sử là để xác định được cái sự thật, những gì các bạn học. Ai đụng chạm tới Hồ Chí Minh vậy? Tại vì IQ không thật làm chi? IQ viết giả dối chi, viết sai làm chi? Dĩ nhiên phải kêu đi tìm lại rồi. Trời ơi, có người thần tượng gì mà thần tượng thì thôi luôn á. Trời ơi, không được đụng tới Hồ Chí Minh, không được đụng tới Đảng Cộng sản. Nói Đảng Cộng sản cái đá gì nè. Mình không nói tới Hồ Chí Minh, mình nói tới Đảng Cộng sản hả, cái quay qua. Không được đụng tới tới đi tới Hồ Chí Minh, cái nó trời ơi, đụng tới Hồ Chí Minh nào, cái tôi nói Đảng Cộng sản mà, ở Hồ Chí Minh là người lập ra Đảng Cộng sản, không được nói xấu Đảng là nói xấu Hồ Chí Minh. Trời ơi, tôi lạy mấy thánh luôn á, thần tượng cái gì mà thần tượng dữ vậy. Cơm không có ăn, quần không có mặc, dép không có để mang đi mà thần tượng đi là kéo cả lũ, kéo cả nước đi xuống núi xuống hố luôn,
Xã hội chủ nghĩa là gì? Chủ nghĩa xã hội là gì? Đó. Bây giờ nhìn đi, lên trên Google thống kiểm tra cái con số liệt kê, nên chẳng người ta liệt kê thống kê con số. Việt Nam là một trong những nước mà có lượng tiêu thụ bia hàng đầu thế giới. Đó, Việt Nam là một trong những nước có lượng tiêu thụ mì tôm hàng đầu thế giới. Việt Nam là một trong những nước có một cái lượng xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới với cái giá rẻ hơn thế giới. Xuất khẩu gạo nhiều lắm nhưng mà cái giá thấp chủng, mà chất lượng gạo Việt Nam đâu có đâu. Mà trong nước cái kênh truyền thông trong nước ta nói hả, nó tân bốc, ta nói nó nâng lên tới trời luôn để cho người dân ảo tưởng sức mạnh. Mà bước ra thế giới ta nói y như là Việt Nam giống như con cóc ghẻ vậy đó. Thế giới giống như con thiên nga vậy đó. Đó là sự thật. Tại sao tôi lên tiếng mà nhiều người ủng hộ? Bởi vì tôi không có nói sai. Còn những người chửi tôi là du luận viên, nó đâu biết gì đâu. Trời đất ơi, chịu gì nổi. Bữa nay là có người chọc cho tôi tức á. Trong khi ở Malaysia, Hàn Quốc, người ta đồng lòng, người ta đứng dậy, người ta biểu tình. Người ta cả nước người ta biểu tình trong vòng có mười mấy ngày thôi là bắt buộc chính phủ phải đầu hàng. Bắt buộc là người lãnh đạo phải trả lại, phải trao cái quyền nó lại cho người dân. Là đất nước của người ta đồng lòng. Còn đất nước mình, người ta làm cái người này làm cái người kia ngồi, người kia người này làm cái người kia ngồi, cứ thông thả như vậy. Mà trong khi cái quyền lợi đó là quyền lợi của tất cả mọi người trong một cái đất nước đó. Các bạn hãy nghĩ, họ làm trong đó có con cháu và các bạn, mà các bạn có trách nhiệm. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp chứ. Ai mà dưng cái miếng ngon đó mà dưng lại tặng miệng. Đó, miếng ngon dân tặng miệng đó là hàng Trung Quốc đó. Hả hỏng ra ăn đi rồi cho chết cha chết mẹ hết luôn. Mấy đời con cháu sao bị quỷ gì tật quá thai. Mà tôi nói thật á, nói thật, tôi xin lỗi luôn những người ở trong đây, những người lớn ở trong đây á. Dương nói thật, Dương xin lỗi. Tại sao những cái người mà họ lớn rồi nè, Dương thấy họ lớn rồi đó, ngoài 60 tuổi rồi đó, mà họ về họ Việt Nam họ khen mà sao Dương cũng không hiểu nữa. Mà họ ở đây cũng lâu rồi, có ai trả lời cho Dương đâu biết được không? Họ đem tiền về họ khen Việt Nam thế này, họ khen Việt Nam thế kia, mà dân khổ chết bà. Dương trong nước Dương mới bước ra mà họ về họ khen. Trả lời cho Dương biết họ thuộc thành phần nào đi. Họ khen Việt Nam nức nở mà họ nói mình là cộng sản nằm vùng. Bây giờ Dương không có khe cộng sản nằm vùng hay là cái này cái kia vậy đó. Quan trọng là ngày hôm nay người dân trong nước phải đứng lên. Không có ai thay người dân được hết trơn. 100 triệu người thì ít nhất trong cái cuộc biểu tình phải có tệ lắm. Ở Sài Gòn và các cái tỉnh, ví dụ như ở Sài Gòn và Hà Nội là những cái nơi lớn, thì đổ xuống càng đông đi, làm tê liệt cái hệ thống công an, hệ thống giao thông này kia nọ, làm tê liệt trong thời gian dài là mọi chuyện được hết à. Tôi không có ý phản động. Phản động là mấy cái cha ông nội mà ở trên á, mấy người mà không đứng lên biểu tình, mấy người không đứng lên mà đòi quyền con người là mấy người chết á. Tôi khỏi về Việt Nam nữa, suốt cuộc đời tôi khỏi về luôn. Rồi con cháu của anh chị quý vị á sẽ sống trong tăm tối. Tôi đâu có cần đâu. Tôi ở châu Âu này, tôi ở Na Uy nè. Xung quanh khu vực Na Uy, khu vực châu Âu này tôi đi được 30 nước. Không cần xin visa. Trời, đi sang các nước kia chơi còn sướng hơn nữa. Về Việt Nam có nhiều người về Việt Nam ăn này kia nọ bị tai nạn đụng chết. Nó phải chảnh nó thiệt luôn á. Bây giờ tôi lên tiếng cho các bạn mà các bạn không hưởng ứng. Và nhiều người lên tiếng rồi, ví dụ trong nước có dưa leo họ nói rồi. Tại vì dưa leo ở trong nước, dưa leo không có nói giống như tôi được. Mới nói sơ sơ vòng vòng ở ngoài thôi á, mà bị lụm lên đồn rồi, lên phường rồi. Đó, rồi Lisa Trang, Lisa Phạm Trang Lê, rồi Jenny Trần, đó, rồi Say Khói, Thanh Luân, đó, Mã Tiểu Linh. Tự nhiên ghi xong, tự nhiên chúng tôi lên tiếng. Bởi vì chúng tôi thấy được những cái điều bất công. Chúng tôi thấy được những cái mối nguy hiểm. Chúng tôi lên tiếng. Chứ không tự nhiên lên tiếng đâu. Sao tự nhiên quý vị có đặt câu hỏi, những người bạn trẻ trong nước còn nghi ngờ đó. Có khi nào đặt câu hỏi, ủa sao mà mấy đứa người này lên tiếng vậy không? Bởi vì những người này ta đã đi nước ngoài rồi. Giống như dưa leo á, nó đi nước ngoài nó thấy. Nó là cái người có tâm đó, thật sự luôn á. Nó là một cái diễn viên hài độc thoại, mà nó là một cái đứa có tâm.
nó bị tai, nó bị có tật này kia nọ, nhưng mà người ta có tâm lắm, người ta làm, người ta xoáy những cái vấn đề xã hội không à. Còn những cái ông giống như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng đâu dám nói không, người ta không có dám nói, bởi ra nước ngoài bị tẩy chay đó. Ra nước ngoài có nhiều nước, có nhiều quốc gia như Mỹ này kia nọ đâu có muốn đón Đàm Vĩnh Hưng qua đâu. Ở trong nước thì thật là thần tượng, nhưng mà ra nước ngoài đâu có ai thèm đâu. Chị đọc thông cáo rồi, chị đọc thông cáo của em ở trên rồi đó Thiên. Ngày hôm nay thì ngày cuối tuần thứ bảy thì Dương cũng làm muộn hơn xíu, thì Dương cũng muốn dành thời gian quý đến nói chuyện với quý vị anh chị và các bạn, nhất là những người bạn trẻ. Thật sự luôn á, Dương muốn nói chuyện với những người bạn trẻ, Dương muốn được kết nối với các bạn để tạo một sức mạnh. Tại vì á, ngày hôm nay những cái người lớn thì họ cũng đã lớn rồi, họ về cái sự dẻo dai, về sức khỏe thì họ không thể nào so với chúng ta được. Chỉ có những cái người trẻ chúng ta thôi, chúng ta có thể, chỉ có chúng ta mới làm nên cái sự thay đổi đó. Thì mong rằng những người trẻ hãy đi tìm hiểu, vì thời gian nó không có còn nhiều nữa, hãy đi tìm hiểu. Và chúng ta có thể liên đới đến tình hình xã hội Việt Nam hiện tại. Nếu như nó tốt thì chúng ta đã không có lên tiếng như thế này. Nếu nó tốt thì người dân sẽ không có sống trong cái cảnh mà ăn đồ ăn không dám ăn, ra đường không biết chết lúc nào, rồi hả, ra đường không biết bị cướp giật lúc nào, không biết bị đâm chết lúc nào, không biết bị công an thổi lúc nào. Nói chung nhiều lắm. Thì những người bạn trẻ chính là lực lượng tiên phong. Dương mong muốn rằng ngày hôm nay Dương sẽ gặp và kết nối nhiều người bạn trẻ, nhiều người bạn trẻ lại với nhau. Tại vì Dương là người trẻ, đại diện cho những người trẻ. Thì cái ngày 19 tháng 2 sắp tới này, Kiều Ngọc là một cái luật sư ở bên Úc, họ sẽ sang bên bên Pháp và sau đó họ sẽ qua bên Na Uy. Thì Dương cũng sẽ có một cái cuộc gặp với cái chị Kiều Ngọc này, một luật sư trẻ ở Úc. Đó. Thì nếu như người nào mà muốn biết thông tin về chị Kiều Ngọc thì có thể lên trên YouTube gõ Kiều Ngọc thì sẽ ra được cái thông tin của chị ấy. Đó. Thì Dương sẽ có một cái buổi gặp với chị Kiều Ngọc và những cái người bạn trẻ ở Na Uy. Khi nghe do cái thông tin này thì mong rằng là cái ngày 19 đó sẽ cùng đến cùng với chị Kiều Ngọc và với Dương có những cái buổi hội luận cho những cái vấn đề ở trong nước rất là cần thiết, những người trẻ bên trong đang cần và đợi chúng ta, và những cái người ở bên ngoài cũng phải cố gắng để làm sao giống ra một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa. Còn những cái người mà già già lớn tuổi á, nói Dương là cộng sản nằm vùng á, thì gặp mặt Dương nói chuyện trực tiếp nha. Còn giờ Việt Nam mà khang khang mà trước mặt Dương nghe là Dương không có nể nang một từ một ngữ nào đâu á. Dương nói thiệt, tại vì ngày hôm nay Dương đã chấp nhận lên đây, Dương lên tiếng rồi thì Dương chấp nhận đương đầu hết những cái dư luận, những cái lời nói của người ta. Dương không có chấp nhận cái chuyện mà dân thì sống khổ mà hả, qua bên đây khen lấy khen để rằng là Việt Nam tốt lắm này kia nọ, rồi qua đây làm kiếm tiền sung sống sung sướng mặc dân sống khổ. Dương không có chấp nhận điều đó. Rồi ngày hôm nay thì cái cuộc nói chuyện của Dương dừng lại ở đây nha, cũng gần một tiếng đồng hồ rồi. Dương chào anh chị, chúc cô chú anh chị và các bạn, những người có cùng lý tưởng với Dương, một cái ngày cuối tuần thật là ý nghĩa, và chuẩn bị tinh thần cho một cái cuộc chiến, một cái cuộc nổi dậy dành cái quyền con người, cái quyền dân chủ. Còn những cái tên lửa dư luận viên khỏi chào luôn.